Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, vài tuần gần đây rộ lên thông tin cho rằng Redmi sẽ ra mắt một mẫu smartphone cao cấp giá rẻ dùng con chip Snapdragon 855. Mới đây thì nguồn tin từ Ấn Độ đã tiết lộ rằng Redmi sẽ ra mắt tới hai mẫu flagship trong tháng này. Thông số RAM và ROM cùng màu sắc của hai mẫu smartphone này cũng đã được dò dỉ. Cả hai mẫu flagship Redmi sẽ đều có 4 biến thể khác nhau, lần lượt sẽ là 6GB RAM và 64GB ROM, 6GB RAM, 128GB ROM, 8GB RAM và 128GB ROM, tới cùng phiên bản cao nhất là 8GB RAM và 256GB ROM. Chúng sẽ ra mắt với 3 màu gồm có sợi carbon, xanh và đỏ. Đáng buồn là hiện tại vẫn chưa có thông tin về giá bán của các biến thể flagship đến từ Redmi. Tên gọi của các mẫu flagship Redmi thì vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên thì một trong số chúng đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của cơ quan IMDA Singapore với tên mã là M1903F10G. Bên cạnh đó thì theo leaker danh tiếng Asian Award World thì tên mã của hai mẫu flagship Redmi là M1903F10 và M1903F11. Agarwal cũng nói thêm rằng là Pocophone F1 từng kết thúc bằng cụm từ là E10, thế nên có thể là F10 sẽ là cái tên được ra mắt bên ngoài thị trường Trung Quốc với tên gọi là Pocophone F2. Theo dữ liệu từ IMDA thì M1903F10G dùng con chip Snapdragon 855. Dự kiến thì cả hai mẫu flagship Redmi sẽ dùng con chip Snapdragon 855, có thể có thiết kế màn hình không khiếm khuyết, camera dạng trượt. Màn hình của máy cũng dùng công nghệ AMOLED và có kích thước là 6,39 inch cùng độ phân giải là Full HD cộng, và máy cũng sẽ được trang bị cảm biến vân tay cho màn hình. Theo tin dò dỉ thì phía trước flagship đến từ Redmi sẽ có camera selfie là 20MP, trong khi phía sau sẽ có 3 camera với cảm biến chính 48MP đến từ Sony. Máy sẽ có pin là 4000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 27W. Dự kiến thì sẽ còn có một mẫu flagship Redmi khác dùng con chip Snapdragon 730, nhưng các thông số còn lại của chúng ta thì cũng sẽ tương tự với các mẫu flagship Snapdragon 855. Các bạn mến, một số nhà sản xuất phụ kiện đã bất ngờ đăng tải hình ảnh của hai chiếc iPhone 11 và 11 Max. Như các bạn cũng đã biết thì những nhà sản xuất phụ kiện thường sẽ có được những thông tin sớm nhất về chiếc máy sắp bán ra, thế nên nguồn tin này thì khá là đảm bảo và thế hệ iPhone 2019 cũng không phải ngoại lệ. Theo những hình ảnh được đăng tải thì bộ đôi iPhone 2019 được cho là sẽ mang tên iPhone 11 và 11 Max, sẽ vẫn sở hữu thiết kế màn hình tai thỏ cùng hai kích thước là 5,8 và 6,5 inch, tương tự như những người tiền nhiệm của mình. Ở mặt sau thì bộ đôi iPhone thế hệ mới Webbo vẫn có mặt lưng làm từ chất liệu kính bóng 7 giống với các tin đồn trước đây, và chúng ta sẽ có 3 camera ở mặt lưng nữa. Tất cả thì sẽ được sắp xếp trong một cụm camera có hình khối vuông khá lớn và nổi lên khá là nhiều, giống như những chiếc Mate 20 của Huawei vậy. Và các camera của hai chiếc iPhone mới sẽ được đặt theo hình tam giác. Bên cạnh camera thì dự kiến thế iPhone 2019 năm nay sẽ có tích hợp rất nhiều những tính năng mới, bao gồm cả sạc ngược không dây, bộ xử lý A-series mới nhanh hơn, pin dung lượng lớn hơn, camera selfie với độ phân giải 12MP và sẽ được bổ sung thêm cảm biến máy ảnh góc rộng ở phía sau. Các bạn thân mến, với những bạn là fan của BlackBerry thì chắc chắn sẽ không bỏ qua tin tức này rồi. BlackBerry K2 mới đây với màu sắc mới và dung lượng ROM lên tới 128GB sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam. So với hai màu sắc trước đây là đen và bạc thì phiên bản màu đỏ lần này của BlackBerry K2 sẽ có sự trẻ trung, cá tính hơn và hợp với những người trẻ hay là những người doanh nhân thích sự nổi bật. Mặc dù không quá mạnh về phần cứng, thế nhưng nhờ vào những thiết kế đẹp, nam tính cùng bàn phím cứng đúng chuẩn BlackBerry cùng hệ thống phần mềm hỗ trợ phối hợp khá là nhịp nhàng nhằm phục vụ tối đa cho công việc, thì BlackBerry K2 vẫn là một chiếc máy khác biệt và không giống với bất kỳ một chiếc máy Android nào khác. Tuy được gọi là phiên bản màu đỏ, nhưng nút bấm bên cạnh và mặt lưng máy vẫn được làm màu đen, do mặt lưng này không được làm bằng kim loại mà làm bằng một chất liệu nhựa với độ bền cao, có phủ lớp cao su và họa tiết, thế nên cầm khá là mềm và bám tay. Những mảng còn lại như phần viền máy, mặt trước thì đều được sơn đỏ. Và phiên bản màu đỏ được làm bằng nhôm 7000 series và có tất cả thông số kỹ thuật như trước đây, với con chip Snapdragon 660, RAM 6GB và ROM là 128GB, cao hơn gấp đôi phiên bản đang bán tại Mỹ. Và mức giá dự đoán hiện tại thị trường Việt Nam của BlackBerry K2 màu đỏ sẽ là dưới 18 triệu đồng và có thể thêm quà tặng đi kèm nữa cơ. Tuy rằng là những mức giá của chiếc BlackBerry từ xưa nay thì chưa bao giờ có mức giá rẻ cả, thế nhưng nó thường có những giá trị khác biệt mà một nhóm đối tượng khách hàng luôn luôn tìm kiếm và mong chờ. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại dần dần phía dưới phần luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.